Đấy. Đâu rồi, thằng ở đâu rồi? Em không biết. Không. Xem xe đỏ đây. Em chạy Tuấn nhá. Thủng xăm đang dắt đi sửa mà. Trời ơi. Đây. Thủng xăm hẳn nhá. Những trường hợp này thì nó xịt đâu anh. Cái này là dắt đúng không anh? Ừ. Con này không phải độ bố. Nhưng mà theo em là, nhưng mà đây là có đang bị thủng xăm, đang không tiện, đang thủng xăm có lưu thông trên đường đâu mà sao lại xử lý vi phạm được đấy. Anh thế được. Ừ, theo các anh như thế, theo các anh như hướng khác thì luật pháp của Việt Nam là như thế nào? Em rồi, anh giải thích gì giải thích cho A4, giải thích với người dân thì khó lắm. Đường khu công nghiệp nhỉ anh nhỉ? Đường khu công nghiệp, các chú là các chú công an ở đồn khu công nghiệp thì cũng bắt được. Không anh nhìn con quen thì gặp đâu rồi. Không anh. Anh nhiều chuyên nhóm nhỉ? Anh nhiều nhóm. Thật tháo. Anh Tiến hôm nay đi đâu nhỉ? Anh Tiến làm cầy đêm chả lấy vào xem live. Giao thông như vậy. Em nhìn được biết. Anh là Ben, nay anh mới sống một điểm, anh không bị bạn. Còn anh bảo xin bên bạn cũng không nghe, nói không nghe thì anh chịu, anh không giúp được nữa. Về lên đấy á, lên đấy chúng chỉ vòi tiền mày thôi.
biển biển xe là 88A00635 nha bác, con xe em thuộc biển luôn rồi. Để giữ xe không có giấy tờ nhờ gọi người vi phạm lên đồn luôn anh ạ. Em có video hôm nọ bắt con xe WinX mà định thả nó khu công nghiệp nhưng mà em đúng ở đằng sau em quay luôn, thế là các chú chả thả được, cái này phải đưa lên đồn. Các chú về em chào.